Thưa quý vị, chiều nay đội tuyển U20 Việt Nam đã có trận đấu mở màn tại vòng chung kết U20 châu Á 2023 trước đối thủ là đội tuyển U20 Australia. Tuy nhiên ở cấp độ bóng đá trẻ, khoảng cách về trình độ sẽ không xa như ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Nhưng có lẽ thì cũng không nhiều người tin rằng các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thể giành được 3 điểm trước đội bóng trẻ xứ sở chuột túi. Vậy mà điều đó đã xảy ra. Với sự chuẩn bị kỹ càng cùng với tâm thế tự tin, đội tuyển U20 Việt Nam đã nhập cuộc chủ động và tỏ ra khá nguy hiểm trong những pha phản công. Phút thứ 6, từ một tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công, Quốc Việt tung cú sút xa quyết đoán, mở tỷ số cho U20 Việt Nam. Sang hiệp 2, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chịu rất nhiều sức ép từ hàng công của U20 Australia. Tuy nhiên, đội tuyển U20 Việt Nam vẫn đứng vững để giành chiến thắng tối thiểu trong trận ra quân trước U20 Australia. Một chiến thắng vô cùng quan trọng để mở đầu chiến dịch U20 châu Á.